Liên quan đến việc thu phí BOT, hiện cầu Vàm Cống đã thông xe nên Tổng cục Đường bộ đang xem xét miễn giảm phí người dân trong bán kính từ 5 đến 10 km và dự kiến là sẽ hoàn thành vào tuần sau. Còn đối với phương án di rời trạm thu phí thì lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định không thể vì nhà đầu tư mới tiến hành thu phí hoàn vốn cho dự án, số tiền còn lại rất lớn, nhà nước không có tiền để mua lại trạm. Về đề xuất làm thẻ tính theo km quãng đường thì đại diện đơn vị này cho rằng trạm T2 áp dụng hình thức thu phí hở là thu phí theo lượt bởi có nhiều đường nhánh, không thể áp dụng hình thức thu phí kín theo chiều dài quãng đường thực đi, hiện chỉ áp dụng cho đường cao tốc vì khép kín.